là điều gì? Tôi muốn buổi sáng thức giấc con tim lại thấy ấm êm vui mừng, vì tôi biết hôm nay vẫn có một người đợi tôi. Tôi muốn ôm người nào đó và ngồi nơi góc phố nhỏ để chia sẻ những nỗi ấm ức mỏi mệt một ngày dài, rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thanh thản, cảm thấy sẽ không lạc lòng. Bình yên ở đây thôi, bình yên mãi trong tay người. Tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu, chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau, chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm. Tôi muốn yêu một người dịu dàng và cười thật tươi, để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần phai, sẽ không qua đôi mùa khai. Tôi muốn bên người nào đó sẽ chỉ những gì vốn có, chẳng mơ ước xa xôi, chẳng quá mong đợi một điều gì. Chỉ cần đi bên nhau vẫn thấy con tim đập theo những giây bồi hồi. Bình yên ở đây thôi, bình yên mãi khi bên người. Tôi muốn yêu một người chẳng cần phải đậm sâu, chẳng cần mỗi ngày phải ở bên nhau, chỉ là lúc kề cạnh sẽ cho tôi mượn hơi ấm. Tôi yêu một người dịu dàng và cười thật tươi, để tôi thấy những khó khăn trong đời sẽ dần phai, sẽ không qua đôi. Yêu người